Chamgulity, nước hoa dành cho nam được yêu thích nhất với mùi hương được điều chế tại Pháp, mang phong cách lịch lãm, sang trọng, hiện đại và mạnh mẽ đầy nam tính. Bên cạnh đó, Chamgulity với hương thơm dành riêng cho chàng trai có phong cách táo bạo, mạnh mẽ, hiện đại nhưng vẫn giữ lại đôi nét về sự cổ điển. Chính điểm này tạo sức hút và độ quyến rũ khó cưỡng cho người dùng sản phẩm này. Thương hiệu Cham, nồng độ Eau de Parfum, loại nước hoa nam, độ tuổi khuyên dùng 20 đến 45 tuổi. Mùi hương đặc trưng, hương đầu, ngọt thơm xanh lục, hoa oải hương, hương giữa, hoa cam neroli, hương cuối, cây hoắc hương, gỗ tuyết tùng. Nhóm hương, Woody Aromatic Fougère, phong cách, sang trọng, lịch lãm, táo bạo, pha lẫn giữa cổ điển và hiện đại. Bối cảnh sử dụng, dạo phố, gặp gỡ bạn bè, dạ tiệc, bạn bè, hẹn hò hoặc tham gia sự kiện. Độ lưu hương, lâu, 7 giờ đến 12 giờ trên da, 3 đến 5 ngày trên quần áo. Độ tỏa hương, xa, tỏa hương trong vòng bán kính 2 mét, dung tích 50ml. Cách sử dụng, xịt ở vùng cổ tay, nhượng gót chân, nách, cổ, ngực, sau gáy tai. Chamgulity, quyến rũ từng giây, thơm lâu tuyệt đỉnh.